Ồ, được mấy con? 1, 2, 3, 4 con cá rô, 2 con cá trê, 2 con cá lóc. Là được 2 con cá thác lát hả? Trời ơi, con cá rô gì mà nó bự nè. Quá sức bự. Như bằng tay em ơi. Không, nhỏ hơn bằng tay anh chút. Nhỏ hơn chút. Quá này, con này mập ghê, chắc có trứng hay không? Trứng không? Con này không có trứng, tại cái tháng này, nó mập vậy đó. Ồ, đã ghê. Anh thấy con nhỏ nó cũng mập, nhỏ cũng mập nè. Tính ra cấm câu chứ mà nếu mà con này mà đi câu mà đi con cá rô mà giật nó chắc càng câu gãi luôn quá. Dạ. Rồi. Ở vậy thầu bự thấy ít quá. Mọi người nha. Hôm nay tối nay ba anh em mình có trai lực và mình cùng đi cắm câu. Mùa nước nổi, mình sẽ dắt mọi người đi trải nghiệm mùa nước nổi cắm câu được cá nhiều hay ít ha. Mời mọi người đi theo chân mình. Thì mình đó là Kinh đó đúng không trai? Chút hồi cái mình vô ruộng. Sao thấy có nhiều người ta cắm câu cái nhái á, nhái hình như nó nhạy hơn cái này không hay là cái này nhạy hơn? À, giống như cũng mới tùy mùa nước đúng không? Chứ không phải lúc nào mình cắm nhái cũng ngon hả? Không không, vậy đây. Cầm cái bịch dế đừng chút hồi mình cắm. Rồi rồi rồi. Nhưng mình cắm vậy rồi có biết ổ nào là có cá không trời? Chúng mình giống như mình dự đoán đó đúng không? Chưa điện rồi á. Bây giờ này phải đi có quần dài mặc vô cho mũi nó bớt chích chứ không thôi mũi chích chuyện nổi. Trưa con tính tiện đó mà sợ nó không lên không đông. Tội nghiệp đó. Chứ giờ cá trê vàng giờ giống như tuyệt chủng ha.
mà giờ ở mấy bên ở trên cây cầu Cái Sơn đó trai, người ta nuôi cá trê vàng nhiều lắm trai. Nhưng mà cá về sau thả vô thùng một hồi cái nó ra màu hay gì đó, tự nhiên nó vàng cái nó ra màu cái nó hết bớt vàng luôn á. Cá trê là nó nuôi là nó tạo vàng. Vậy hả? Đầu cá nó mua về ăn thôi bệnh. Cái thuốc tạo vàng nó, cái thuốc nó cũng quá chắc không phụ. Đâu biết đâu, hôm trước đi về có thấy người ta bán đó, người ta kéo thấy mê quá cũng mua mà về ngâm giống như mình ăn hết mình rộng rồi đó, vài bữa thấy tự nhiên nước tràn khè. Ủa Lực, cái vớn đó hôm bây giờ cha có đánh vỡ cái vớn đó không Lực? Dạ đúng. Có cá không? À, phải nước tràn bờ cá nó mới nhiều hơn à. Bây giờ mình đã cắm được hơn 20 cần và bây giờ mình vô mình chờ đợi để tối nay mình cùng đi thăm câu nha cả nhà. Bởi nếu mà mình cắm mà được mà 40-50 cần thì mình phải đi chia tách ra hai nhóm đi cắm cho nó lẹ. Mình có ba người mình đi có một đường như vậy thì mình cắm 30 cần là nhiều ha. Tính ra nãy giờ mình cũng cả tiếng rồi chứ mà mình cắm chưa xong đúng không, tại mình lựa điểm nữa.
mình mới được một em. Mình mà đi về luôn thì mình đâu có thấy ha. Người cắm người đi thẳng. Trời ơi, cá rô không biết nói luôn. Cá rô. Wow. Bự thiệt. Ôi. Được. Mớ cá cỡ này á. Trời ơi, nó bự hơn bàn tay của tôi. Cuối cùng. Ý sảy. Cuối cùng cũng được một em. Bàn tay em bắt cá riết làm như cá. Như con đó này chắc chừng 5 con là đựng ký hơn bên lùng. Bự ha. Có à, 5 con ký ạ. Có người người ta bắt được con cá rô cỡ nửa ký á. Cá rô đồng mà cỡ nửa ký con. Còn cá rô đồng có đầu vuông hay gì không? Không, cá rô đồng chánh thông luôn. Đầu nhím hay gì? Cái đó là cá nuôi. Này mới chánh đồng nè. Khúc đó có hai cần hả anh? Ít lắm đúng không? Cái... Có gặm không? Có gặm mà mình quên lấy không? Không, nãy giờ mình lấy hết rồi. Ở đó có hai cây hả? Ừ. Còn không có đằng kia tiếp. Hôm say thấy con cá bự lắm. Mất cậu luôn. Nó ăn rồi nó lôi từng câu mình đi đâu mất tiêu luôn. Cá không thấy. Rỉa còn có miếng nè. Đau luôn. Vậy là chứng tỏ sảy nè. Giật ha. Cá nó vuột ra rồi cùng cái lưỡi nó búng lên á. Ừ. Uổng ghê. Hay xảy là cá bự ha anh Lùng. Cá xảy là bự á. Người ta nói cá xảy là cá bự á. Nhưng mà nó bự quá nó mới xảy. Mình đi gần tới nhưng mà nghe đằng kia giải đùng 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 là biết rồi đó. Còn này im ru. Tối qua mình với anh Lùng có đi thăm câu nhưng mà thất bại các bạn ơi, tại vì mình không canh được con nước lớn quá nhanh, thì tối qua mình đã có móc mồi lại và sáng nay mình đi thăm lại các bạn nha, hãy cùng đi theo chân mình nhé. Mồi thì đã hết mà cá thì không thấy. Chuối ngã nè. Trai có nói anh mà phải không? Chuối ngã là hết. Cần đầu tiên
được một em cá trê. Dính nữa hả? Gì thấy nhịp nhịp nè. Nữa hả? Dính nữa hả? Gì thấy cục nhỏ kìa, đưa đưa kìa. Ờ, được em. Em mày cá nhỏ. Ờ, cá rô. Cá rô nữa anh ơi. Cá rô nữa. Cá ham mồi là cá rồi đời. Đúng rồi. Con nào dướng lưỡi thì cứ dính. Cá nhỏ nhỏ này không sợ sảy ha. Ừ. Cũng bự ghê rồi chứ. Nếu mà được chục con này là khỏi tiêu xuống hạt. Chục con là khô khô tiêu hả? Nấu kinh chua cái được không? Con cá gì cũng vậy, anh kho tiêu là ngon ha. Nấu kinh chua được. Nó làm nhiều món lắm à. Rô kho tộ. Rồi chiên xù. Chỗ này không có. Có không chỗ này à? Quả tính ra mấy cá lỗ này cũng ngon quá mà sao trai không cắm ha. Chỗ đó không có cắm hả ta? Ủa dính rồi hả? Dính hả? Nữa không? Nữa không? Nữa không? Ủa nó liệt muốn gãi cần, nó muốn gãi ngọn rồi. Muốn gãi cái ngọn gần câu rồi. Ủa. Trời ơi, xém gãi luôn hả? Xém gãi ngọn gần câu luôn. Trắng nữa hả? Thì trắng. Tính ra hôm nay mình đi cắm với lại giăng lưới thấy cá trê trắng nhiều quá ha. Nó cái mùa của nó nè. Nó mới vừa chuẩn bị lên ruộng là mình bắt nó được. Như cái con này tháng mấy là nó mới có trứng nhiều anh luôn. Cái tháng này lên ruộng đẻ nè anh. Ôi, khó dữ vậy. Này hổm thấy có mấy anh á, khi mà mình bắt được gì nè, có cái đem theo kéo á anh Lùng, cắt, cắt cái ngạnh á, cắt cái ngạnh á, để mà nó chích. Con này chích thì phải nấu rồi. Em chưa vô tay thì thôi chứ còn vô tay rồi nó ru rồi, thấy không? Bây giờ buông ra nó giải nè. Giống như mình biết cách dướng ngạnh luôn rồi. Dướng ngạnh vô lưới rồi. Nè anh thấy không? Nó xém gãi ngọn luôn rồi nè. Chút xíu nữa mình không đi thăm là nó gãi, nó xảy luôn rồi. Nhưng mà cái cây này dài lắm, nó gãi thôi chứ nó đâu có sức ra. Khó ha. Không, nó dài là cái phần vỏ này nè. Còn cái phần vỏ này nó gãi rồi là ba cái kia nó giòn khố à. Dài có phần vỏ không à. Hên. Rồi. Hên chút mấy rồi. Mấy cần, hai cần ha. Hai cần mình được, à ba cần. Ba cần rồi. Ba cần mình được ba con à. Cái vỏ giờ nghe dính cái thấy nặng nặng nha. Cầm thấy sướng liền ha. Có dính nè, mà không biết cá bự nhỏ. Rồi cá rô nữa. Rồi con này mini. Được kể có vui. Này hai ngón rưỡi. Hai ngón rưỡi. Giờ nào giờ tôi nghĩ là giống như mình cắm về cá lóc, cá trê đồ ăn nhiều chứ mà cá rô cũng ăn luôn. Con nào mà cái miệng của nó vừa cái lưỡi là nó quất liền. Nhớ đâu đây có cắm cần rồi ta. Có trước mặt anh nè. Đây nè. Con cá chết ngắt rồi. Cá gì em? Dính mà con cá chết ngắt rồi. Ôi cá thác lát ăn luôn. Cá này chắc nó bị quấn hay gì nó ngợp nè. Nó. Khi nước lớn nước rộng bị treo á. Ừ. Chết ngắt rồi. Mới chết rồi còn dịu quặt. Cái vỏ này nặng nặng rồi nha. Đâu cầm thử ra.
gần cả ký ha. Tiếp tục. Linh lùng tôi làm cái gì tôi thấy giống như ở ngoài kinh nước còn lớn nữa chứ nó chưa rồng luôn hay gì á, nó giật rồi anh. Vậy hả, sao thấy còn cao dữ không? U. Dính rồi anh. Nữa hả? Cá khắc lát nữa quá. Rồi cá khắc lát, con này còn sống. Con này còn sống. Chỗ nước chảy nè, nước chảy là cá thắt lát nó hay đi nè. Thắt lát này mình nạo ra lấy thịt, nấu cái lẩu. Cái thằng lát lúc này mắc lắm á, cái lẩu hủ qua. Ê ui, nghe cái gì cái sọn không? Cái cha bự à. Ê. Ủa? Không phải hả? Gì á? Cái con gì nó làm cái sổn rồi đây nè, con cá táp cái gì á. Tưởng đâu cần câu mình dính nữa chứ. Hay em ru luôn. Hết chưa? Chắc hết rồi quá. Chắc hết rồi. Rồi. Hình như... Ủa mà hình như em cấm... Lạc mất một cần rồi anh ơi, đâu kiếm một cần cái cây cây. Lạc mất một cần rồi. Rồi. Em cấm mấy cần em nhớ mà. Không lẽ cá nó lòi. Em cấm mấy cần em nhớ mà. Bởi tưởng cá nó táp, tưởng đâu dính không á. Kiếm cần còn lại coi. Còn cần cuối cùng á. Đây nè, cần cuối cùng nằm đây nè. Đâu? Ồ, có luôn hả? Dính luôn một cá nhỏ. Khờ luôn rồi. Nó giải hết nổi rồi. Vậy chắc dính là hôm giờ luôn á. Còn sống. Giải. Cái này kêu là cá trào hả luôn? Cá trào. Lớn lên mới thành cá lóc được. Ôi dao dao, trời ơi, trời ơi, cắn. Cá trê thì chích cá lóc thì cắn hả? Lóc cắn hơi đau đau vậy. Thấy không? Xém, quên cần rồi. Đủ hết chưa? Rồi, đủ rồi. Vậy mình coi chiếm lợi phẩm của mình đây. Cá đó, cá rô mà kho tiêu với lại cái rau này rau chạy hả anh Lục? Rau chạy chấm bông ngon. Bông điên điển, có cây điên điển nè. Bông điên điển này phải cá linh. Ủa mà bông này không thấy gì rau hết bông luôn rồi. Có cây nhỏ xíu, ở ngoài ông anh rồi nhiều lắm. Được mấy con? 1, 2, 3, 4 con cá rô, 2 con cá trê, 2 con cá lóc. Giờ được 2 con cá thắt lát hả? Trời ơi, con cá rô gì mà nó bự nè. Quá sức bự. Còn bằng tay em ơi. Không, nhỏ hơn bằng tay anh chút. Nhỏ hơn chút. Quá, này con này mập ghê. Chắc có trứng hay không? Trứng không? Con này không có trứng. Tại cái tháng này, tháng này nó mập vậy đó. Ồ, đã ghê. Anh thấy con nhỏ nó cũng mập. Con nhỏ cũng mập nè. Tính ra cấm câu chứ mà nếu mà con này mà đi câu, mà đi câu cá rô mà giật nó chắc càng câu gãi luôn quá. Dạ. Rồi. Ở vậy thầu bự thấy ít quá. Đâu gì cũng là chiếc loại phẩm rồi, bữa vậy là cá nhiều rồi chứ. Như lúc hả mình thấy đó, lúc hả mình đi có được đâu. Đủ ăn ngày ha.